Nhìn tiếng súng ở tỉnh ủy Yên Bái xa với lại Hà Nội về khoảng cách không gian, nhưng từ tỉnh ủy lên đến Bộ Chính trị không xa nhau nhiều như thế. Không có gì bảo đảm rằng những tiếng súng như vậy không diễn ra trong Bộ Chính trị Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh trình ra những bằng chứng cho đoàn kiểm tra Trung ương thấy. Mọi khoản lỗ đều do những nguyên nhân từ nơi khác đến và hoàn toàn không phải do anh ta là người gây ra. Đoàn kỷ luật Trung ương ngay lập tức chuyển sang làm việc về sai phạm của Trịnh Xuân Thanh đã dùng tài xế riêng, dùng công quỹ trả lương cho người tài xế này là 3,5 triệu một tháng. Trịnh Xuân Thanh trả lời rằng, quý vị hãy xem cả đất nước này, có vị phó chủ tịch tỉnh nào mà tự lái xe đi làm không? Đoàn kỷ luật Trung ương đã nói với lại Thanh rằng, họ đã từ Trung ương vào đây thì cũng phải có gì nhẹ nhẹ để họ có chút báo cáo. Thỏa thuận này đã được hai bên đồng ý và đoàn kiểm tra Trung ương mỗi người nhận một chai rượu ngoại trị giá mỗi chai gấp 5 tháng lương của người lái xe, tức là khoảng 15 triệu đồng một chai. Không đủ cơ sở để ép buộc tỉnh Hậu Giang phạt Trịnh Xuân Thanh, đoàn kiểm tra Trung ương điện đàm về với lại Nguyễn Phú Trọng để xin mệnh lệnh. Được lệnh của ông Trọng, họ chuyển sang khiển trách và đòi kỷ luật các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc tiếp nhận ông Thanh về đây mà không tìm hiểu sai phạm của ông Thanh. Các bộ Hậu Giang giải thích hồ sơ của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi về Hậu Giang hoàn toàn không có hình thức kỷ luật nào và trái lại còn được phong là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Việc tiếp nhận đúng theo chủ trương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ. Đoàn kiểm tra Trung ương nói rằng đây là lệnh của anh Trọng. Đoàn đã vào đến đây thì tỉnh nên có những nhượng bộ và nhận khuyết điểm nào đó để có thể gọi là có việc làm. Các cán bộ Hậu Giang không muốn làm căng đã nhận vài lỗi nhỏ cho xong chuyện. Đoàn kiểm tra Trung ương về báo cáo kết quả kỷ luật với lại Nguyễn Phú Trọng. Và sau khi xem kết quả chỉ thấy những lỗi trời ơi đến mức nhắc nhở là cùng. Ông Nguyễn Phú Trọng tức giận đã ra lệnh trực tiếp với lại Bộ Công an vào cuộc điều tra phong tỏa Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, cả Bộ Công an vào cuộc cũng chưa tìm được chứng cứ để có thể bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Vì hồ sơ nhiều và thời gian gấp, trong khi những chứng cứ ban đầu không có, phải nghiên cứu cùng với lại các chuyên gia kinh tế rất mất thời gian. Thấy tình hình như vậy, ông Trọng ra lệnh cho Đinh Thế Huynh, Võ Văn Thưởng phải thúc dư luận, viên của báo chí tô vẽ Trịnh Xuân Thanh như là một kẻ đã đầy đủ chứng cứ phạm tội, hòng tạo dư luận để khẳng định việc xử phạt Trịnh Xuân Thanh là đúng, tiến tới việc ra lệnh công an bắt Trịnh Xuân Thanh theo kiểu cứ bắt về giam rồi khai thác đến khi nào ra bằng chứng hoặc là nhận tội. Thưa quý vị, ông Trịnh Xuân Thanh đã gặp đệ tử thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng để xin chuyển lời gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để giải trình. Nhưng vì lỡ lời, ông Thanh đã nói rằng việc kinh tế này, thủ trưởng tức là ông Trọng không hiểu được đâu, anh phải cho em giải thích với thủ trưởng mới hiểu. Đang tức tối vì phái nhiều đoàn đi tìm chứng cứ kết tội ông Thanh không được, uy tín của ông Trọng thành trò cười trong mắt của các ủy viên của Ban Chính trị và Trung ương. Trong khi đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chót hùng hổ tuyên bố là sẽ làm rõ vụ này và kết quả không đến đâu, như là hiệp sĩ Đồng Kỳ Sốt đấu với lại cối xay gió vô hình. Nghe thêm câu nói của Thanh, ông Trọng không gặp và ra lệnh ngày hôm sau sẽ bắt Trịnh Xuân Thanh. 18 phóng viên báo chí đã được thông báo ngày giờ công an đến để khám xét và bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Và nếu như Trịnh Xuân Thanh có nhà thì cuộc khám xét bắt giữ sẽ có tiếng vang thành công. Nhiều nhà báo trong đêm đã tức tốc di chuyển về Chiputa, có cả những phóng viên ở xa bằng mọi phương tiện đến rình để đưa tin nóng. Tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh không có ở nhà. Trên đường đi từ nhà Nguyễn Phú Trọng ra thì anh ta đã đi nhờ trên một chiếc xe của quan chức khác cũng đến gặp ông Trọng. Và đó là lý do vì sao mà những người an ninh theo dõi Thanh không biết được. Bởi khi đến khu vực nhà Tổng Bí thư ở số 9 Thuyền Quang thì những người an ninh không dám tiếp cận gần cho nên đã không quan sát được. Và thưa quý vị, cuộc vây bắt đã không thành được biến báo thành cuộc thăm hỏi gia đình. Một cuộc thăm hỏi có 102 trong lịch sử với hàng trăm người cả công an lẫn báo chí và truyền hình đã kéo đến nhà gia chủ. Cả đám hỏi han vài câu rồi lục tục xe cộ, máy móc lỉnh kỉnh kéo về trong sự tẻn tò. Và đây là một quả hố nặng nhất của nhiều nhà báo đã chót đưa tin đầy hưng phấn ở trên Facebook của mình để cầu khách là sắp có tin động trời. Cây cú vì sống mất cơ hội đưa tin nóng, lấy điểm trong mắt của dư luận, nhiều nhà báo hậm hực như nhà báo Việt Thắng của báo Nghệ An nguyền rủa sau đó trên Facebook mình nói Trịnh Xuân Thanh là thằng hèn không dám ra.
Không dám rằng ở đây là ra cho công an bắt có thành tích, cho báo chí có tin nóng để đưa, cho các nhà báo như là Việt Thắng tự hào mình là trong những người được Tổng Bí thư tin cậy đã thông báo trước để đi lấy tin. Trịnh Xuân Thanh trở vào Sài Gòn, soạn gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng một bản báo cáo phản đối việc trù dập của Nguyễn Phú Trọng, ra lệnh điều tra vi phạm nguyên tắc cơ sở đảng, lạm quyền, và cuối cùng anh ta tuyên bố ra khỏi đảng vì không tin gì Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, chỉ có một số ít người biết anh ta đang ở đâu. Cuộc gọi điện thoại cuối cùng của anh ta đến tờ báo Thanh Niên và đọc nguyên văn lá đơn, báo cáo của mình và đề nghị báo này đăng tải, nhưng tòa soạn đã ém nhẹm tin này đi. Mãi đến khi lá đơn được công bố trên mạng thì tờ báo mới nhắc đến chuyện Trịnh Xuân Thanh đã gọi thông báo nội dung lá đơn. Và sau khi lá đơn từ đảng của Trịnh Xuân Thanh được xác nhận thì tỉnh ủy Hậu Giang ngày 9 tháng 9 2016 đã gửi giấy gọi Trịnh Xuân Thanh trong vòng 4 ngày là phải có mặt ở tỉnh ủy. Lẽ ra đúng trình tự thì tỉnh ủy Hậu Giang nơi Trịnh Xuân Thanh sinh hoạt là nơi duy nhất có quyền khai trừ đảng đối với lại Trịnh Xuân Thanh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biết tin Hậu Giang ra văn bản hẹn Trịnh Xuân Thanh đến 4 ngày nữa mới tiến hành khai trừ. Tức tối và điên cuồng khi mà tin tức về Trịnh Xuân Thanh xuất hiện nhẫn nhơ ở trên mạng. Trịnh Xuân Thanh đang bảnh bao rong chơi trên một chiếc xe hơi sang trọng, mà theo những gì thể hiện trên bức hình cho thấy Trịnh Xuân Thanh ngồi trên xe ở vị trí bảo vệ mà những nhân vật trọng yếu hay ngồi. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền Tổng Bí thư của mình để cưỡng ép Ban Bí thư phải họp khẩn cấp để khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng mà không cần Hậu Giang làm đúng trình tự. Và việc khai trừ đảng Trịnh Xuân Thanh của Nguyễn Phú Trọng biến thành một trò cười của bàn dân thiên hạ, khi mà trước đó bao ngày Trịnh Xuân Thanh đã nói rõ trong đơn vì coi thường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nên anh ta đã ra khỏi đảng. Và toàn bộ cấp dưới của Trọng đã không ai đứng ra khai trừ Thanh để cứu vãn danh dự cho Nguyễn Phú Trọng. Nhục nhã ê chề trong những cái nhìn và châm biếm của một số ủy viên, Nguyễn Phú Trọng không thể chịu đựng được, tự mình khai trừ kẻ coi thường mình ra khỏi đảng. Và đây là điều hy hữu và lố bịch nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà một Tổng Bí thư bị đảng viên đích thân tố cáo không muốn ở trong đảng vì ông Tổng Bí thư. Uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biến thành trò cười trong dư luận, và người ta gọi việc khai trừ này là một cú vuốt đuôi ngựa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, đường ra lệnh sát sao, chặt chẽ quyết tâm cả hàng tháng trời, kiểm tra lên kiểm tra xuống, và cuối cùng thì Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể xử được cái áo và cái mũ quan mà ông Trịnh Xuân Thanh đã vứt lại giữa triều đình. Cuộc thương thảo giữa Quang và Tô Lâm sẽ quyết định cực diện chính trường Việt Nam hiện nay ổn định hay là rối bời. Kính thưa quý vị, nhìn tiếng súng ở tỉnh ủy Yên Bái xa với lại Hà Nội về khoảng cách không gian, nhưng từ tỉnh ủy lên đến Bộ Chính trị không xa nhau nhiều như thế. Không có gì bảo đảm rằng những tiếng súng như vậy không diễn ra trong Bộ Chính trị Việt Nam. Quyết định tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy Công an Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng không có chức danh cụ thể trong buổi lễ công bố ngày 21 tháng 9 đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà quan sát. Đặc biệt, khi nói đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của Công ty Dầu khí Việt Nam, người làm xôn xao dư luận và được cơ quan báo chí của nhà nước, cả giới blogger nhắc đến gần đây, tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng không thể không nghi ngờ có một sự liên quan. Ông cho rằng việc tham gia bộ phận tối cao của công an là một bước để ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trực tiếp vào vụ án. Đúng như vậy, ông Phú Trọng muốn nắn trực tiếp lên cả công an, là vì cái này dư luận hiện nay người ta biết, tức là ông Trần Đại Quang đó cũng không càng lúc đầu thì tưởng rằng đã đi theo ông Trọng một cách gọi là tuyệt đối, nhưng không phải. Càng ngày người ta càng thấy rằng thì là trong nội bộ của họ là có những các cái phân hóa, và cho nên thì là ông Nguyễn Phú Trọng thì kể, gọi là cái người mà cần ông ấy diệt nhất thì cái trung tâm mới là Nguyễn Tấn Dũng. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng thì sau đại hội 12 ấy, thì đánh giá là tưởng là mất hết quyền lực, nhưng mà vậy thôi, chứ còn thì chân dép của ông ấy vẫn còn nhiều. Cái thứ hai là ngày càng có cái biểu hiện, tức là công an cũng muốn bảo vệ ông Dũng đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên muốn đánh được ông Dũng thì cũng phải nắm luôn cả công an chắc chắn như thế. Rồi ngay cả ông Trịnh Xuân Thanh thì ông mà có thể đi được ra nước ngoài trong điều kiện như thế thì tất nhiên công an mở cửa ông mới đi được chứ.
thì công an mà chặt chẽ thì làm sao mà ông ấy đi nổi. Vâng. Thế thì lại tóm lại là muốn trị được ông Trịnh Văn Thanh như là ông Trọng cũng phải nắm luôn cả công an. Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, thì những người trong tứ trụ cũng không dễ dàng chịu thua ngay. Chắc chắn rằng Trần Tấn Kỳ Trầy trong họ cũng sẽ có những cái đấu tranh, lại cái đấu tranh với nhau, chứ không phải dễ dàng ông Trọng có thể gọi là dắt mũi tất cả họ đâu. Nhưng mà những cái người mà đã không còn trong tứ trụ thì rồi họ cũng vẫn còn lực lượng. Và tất nhiên họ kết hợp với tứ trụ, thế chứ không phải là những người mà đã bị hất ra khỏi bộ chính trị là họ đã chịu thua hoàn toàn đâu. Vâng. Cho dù báo chí trong nước đã đồng loạt tường thuật lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cho rằng sự tham gia của ba lãnh đạo cấp cao vào Đảng ủy Trung ương là thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhưng các nhà quan sát thì lại có nhận định ngược lại. Họ cho rằng quyết định tham gia Đảng ủy Công an của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ cho thấy sự độc tôn của Đảng Cộng sản, mà chiều hướng dân chủ hóa ở Việt Nam vẫn còn rất xa vời.